Chưa, nó đang thì vừa mới tháo ra hết rồi, phải từ từ nó mới lên được. Anh em nhìn nó đang lên đấy em ạ. Nó vừa mới tháo ra rất là nhiều mỡ ấy, mỡ ở dưới chân này. Nó đang lên lại. Pin đấy. Đánh lút ở kia dưới sợ sau thế nào? Em có lên không ạ? À, mình chạm vào. À, cái lúc kia là mở pin chứ nhỉ? Cứ, vẫn còn pin đấy. Một vạch à? Yếu rồi. Rút ra nào. Đi. Số hơi đen các bạn ạ, đang bơm bơm điện thì hết bá pin. Bơm tay là vỡ mặt. Phải đi sạc pin à? Ừ. Ma ấy sạc pin đâu?